Xin chào quý vị và các bạn nhé. Hôm nay nhà mình sẽ ăn món sườn xào chua ngọt. Thì hôm nay mình sẽ đưa một cái công thức làm món sườn xào chua ngọt rất là đơn giản nhé. Mình làm chủ yếu các nguyên liệu là tự làm, hay còn không dùng những gia vị mà ướp sườn để làm nhé. Và đầu tiên thì mình sẽ mua khoảng tầm nửa ký sườn. Nửa ký sườn này thì mình sẽ rửa sạch này. Rửa sạch xong mình rửa với nước muối loãng. Sau này mình lại rửa sạch lại tỏi với ớt tiêu, tỏi với ớt với nước cốt chanh nhé. Mình không dùng giấm, mình dùng nước cốt chanh và nước mắm này, hạt nêm với tiêu các thứ với tương ớt vân vân. Đó, tí nữa mình sẽ làm từng bước. Bây giờ mình sẽ đi ngâm ướp sườn nhé. Chúng ta ướp sườn khoảng tầm 5 đến 10 phút. Đây, chúng ta sẽ tầm 5. Cho một ít và hạt nêm nhé. Thì tôi cho ít thôi bởi vì mình tí nữa mình nó còn làm cái gia vị nước cốt nữa, nên là chúng ta cho ít thôi. Một ít hạt nêm. Một ít nước mắm. Cái ướp này thì mình cho ít thôi nhé, để cho mình nó ướp là nóng vào thịt, nhưng mà tí nữa là các bạn cũng phải làm. Xem. Mình khoảng tầm 5-10 phút nhé. Sau khi sườn ướp được tầm 5-10 phút, chúng ta phải đưa đi chiên sườn nhé. Khi chiên sườn thì sườn, nếu các bạn mua sườn như thế này, chúng ta bỏ ít mỡ thôi nhé. Chúng ta cho ít sườn vào. Sườn này là có một ít mỡ này, thì mình chiên thì nó sẽ ra cái mỡ. Thưa các bạn nhé, mình bỏ ít mỡ, nó cái mỡ ở cái gì mỡ ở sườn nó ra này. Đó. Và chúng ta rán sườn thì bạn không nên bỏ nhiều mỡ thì nó sẽ lâu vàng lắm. Mình rán sườn thì mình phải rán vàng lên, rồi đặt lên, thì sườn nó đi ngon. Sườn chúng ta phải rán chiên vàng tử thế này. Đây, các bạn nhìn chưa? Bao nhiêu mỡ đây? Nếu như các bạn bảo là rán thừa sườn mà bạn có bỏ thêm dầu mỡ nhiều nữa là nó ra cái lượng mỡ ra trong thịt nữa là nó rất là nhiều mà nó không rán cái nó vàng. Như thế này mình có thể cắt ra được nữa. Sau khi giờ sườn mình đã chiên xong nhé, thì mình sẽ đi pha cái nước sốt nhé. Đây mình sử chủ yếu và sở chuẩn bị một cái ít nước lọc đun sôi để nguội nhé, nước cốt chanh.
Chúng ta cho một ít nước lọc bằng nước cốt chanh nhé. Một ít đường. Ta bỏ một ít đường. Đường với nước về nước cốt chanh chúng ta đánh đều cho nó tan đường ra. Cái công thức của mình rất là đơn giản, nếu như ai làm nó dễ làm, ăn nó ngon. Cái món này mình mà ăn với cơm trắng thì đúng là rất là tuyệt vời luôn ý. Đặc biệt những là mùa nào mùa lạnh lạnh ạ. Khi chúng ta quấy đường đã tan với nước thì chúng ta bỏ ít ớt cay vào này. Nếu ăn cay nhiều chúng ta thắp thêm một ít tiêu vào nữa, nó thơm. Cho nước mắm. Các cái này các bạn phải cho vừa nha, vì lúc nãy mình cũng đã ướp một ít gia vị vào sườn rồi. Đó, mình cho ít muối nước mắm vào. Hay là nước mắm của nhà mình này thì không mặn lắm nên mình cho 3 muỗng. 3 muỗng nước mắm. Mình cho một ít tương ớt vào nhé. Cái đều hỗn hợp thôi. Này các bạn có thể thử, nếu mà nước sốt nó vừa miệng ấy vừa ăn rồi thì chúng ta không nêm thêm nữa. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm món sườn xào chua ngọt nhé. Bây giờ chúng ta thì đun nóng chảo lên. Ta cho tỏi vào. Khi mà tỏi chúng ta đã vàng thì chúng ta phải cho sườn vào nhé. Chúng ta cho sườn vào. Bây giờ chúng ta tiến hành cho nước cốt vào. Khi chúng ta khi nước cốt này chúng ta sẽ khi mở lửa nhỏ và khi nó sền sệt thì lấy cái thịt thì chúng ta sẽ tắt bếp nhé. Các bạn nhé, sườn của mình đã sệt sệt vào cái miếng sườn đó, nước ạ. Thì mình sẽ tắt bếp và mình sẽ đưa ra để trang trí vào đĩa nhé. Đó, ăn sườn ngon không? Rất là ngon luôn. Cái cách nấu sườn là thì ta vì tất cả các mọi thứ là đều
mình làm như thế, nhưng mà cái độ mặn với độ ngọt thì và độ mặn nhạt thì tùy theo khẩu vị từng người nhé. Bây giờ mình sẽ cho ra đĩa. Các bạn ơi, món sườn của mình đã hoàn thành nhé. Nhìn rất là hấp dẫn và ngon luôn nhé. Cái món sườn này các bạn mà làm cho gia đình ăn với cơm trắng thì mình đảm bảo là hết cả nồi cơm luôn. Đó. Rất là ngon. Công thức của mình làm rất đơn giản nhé. Các bạn hãy làm theo công thức của mình nhé. Chúc các bạn có một món ăn ngon miệng nhé. Hẹn gặp lại các bạn có video tiếp theo nhé. Nhớ đăng ký để theo dõi video của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.